tuyệt vời các bạn ơi, vừa đẹp mà vừa hiện đại các bạn. Đấy, các bạn đi đây, đi đến đâu cũng được. Các bạn thấy khung cảnh đẹp như trời Tây không? Tuyệt vời như bên Trung Quốc hoặc là bên Nhật Bản các bạn. Đây, đường đi lên đỉnh nhưng mà giờ mưa to quá, mù mịt hết rồi các bạn. Du khách chạy mưa hết rồi. Đây là 95.000 một suất cơm đấy các bạn này. Đó. 95.000 một suất cơm thăn heo chiên giòn nữa các bạn nha. Đây. Đồ ăn rồi các bạn này. Đồ ăn chay nha các bạn nha. Ăn chay ăn mặn có đủ nữa các bạn. Giờ chiều bật đèn lên, điện lên đẹp lắm các bạn. Tổng cộng là có 500.000 cái nha các bạn nha. Thế các bạn, hôm nay mình đi lên phía núi Bà Đen Tây Ninh. Buổi sáng nay bị trời mưa đó các bạn, mưa mây mù kéo răng kín đỉnh núi rồi bà đấy các bạn. Bây giờ mưa to quá mình phải trú ở đây chưa được đi lên xem là tượng bà Phật bà, những hình ảnh tuyệt vời các bạn. Mưa nhưng mà lại được những cái cảnh đẹp, mưa mà lại được cảnh đẹp các bạn ơi, tuyệt vời. Mờ ảo. Đây một góc khung cảnh ở trên đỉnh núi Bà các bạn. Các bạn thấy không, du khách vẫn đi dưới làn sương trên đỉnh núi Bà nhé các bạn nhé. Đang đi về viếng núi Bà thì gặp mưa các bạn ơi. Mưa mây mù răng kín hết rồi. Bạn đây đi còn đi lên trên nữa. Chắc giờ mù mịt rồi chỉ giờ bạn. Đợi hết rồi, hết mưa để đi. Bớt mưa để đi. Thưa các bạn, đây là một góc cảnh đẹp ở trên đỉnh núi Bà Đen nha các bạn nha. Hôm nay mình đi này gặp mưa rồi các bạn. Thưa các bạn, trong cái dịp lễ vía Bà hiện nay có 500.000 cái đèn như thế này các bạn nha. Chiều tối thắp tầm 5-6 giờ chiều bật đèn lên, điện lên đẹp lắm các bạn. Tổng cộng là có 500.000 cái nha các bạn nha. Đây, đường đi lên đỉnh nhưng mà giờ mưa to quá, mù mịt hết rồi các bạn. Du khách chạy mưa hết rồi. Hôm nay xui nhưng mà này hên các bạn.
xui là vì gặp trời mưa. Nhưng mà hên thì mẹ lại có một cái cảnh đẹp để chia sẻ gửi tới tất cả các bạn. Mưa to mây phục vụ, tuyệt vời. Mưa to, mưa to. Thưa các bạn, mình đang đứng ở trên sân, ở trên đỉnh núi Bà, núi Bà Đen, Tây Ninh các bạn nha. Hôm nay gặp mưa to. Đấy, các bạn nhìn trên màn hình nha. Mưa xong là sương mù phủ kín nữa các bạn. Du khách vẫn miệt mài đi du ngoạn trên đỉnh núi Bà Đen nha các bạn nhé. Một hình ảnh thật là tuyệt vời. Các bạn đây mình thấy có tấm đá ghi những dòng. Đây là ông địa hay chú tếu. Cảnh sương mờ mờ ảo ảo đẹp lắm các bạn. Hiếm có những cái khung cảnh như thế này. Các bạn đi như này cảm tưởng như là đang đi trên trời Tây các bạn. Nhật Bản các bạn nha. Trời Tây đây. Trời Tây cũng chưa chắc đã có một hình ảnh tuyệt đẹp như thế này. Đây bông hoa Cẩm Tú Cầu đây các bạn. Mình không nghĩ là ở đây này có những bông Cẩm Tú Cầu đẹp như thế này các bạn ơi. Mưa to các bạn. Mưa xui nhưng mà này là hên thì mới gặp được cảnh đẹp ở trên đỉnh núi Bà Đen các bạn. Gió thì lớn nhưng mà được cái là khung cảnh tuyệt vời các bạn. Mưa gió mát. Các bạn thấy khung cảnh đẹp như trời Tây không? Tuyệt vời như bên Trung Quốc hoặc là bên Nhật Bản các bạn. Các du khách vẫn vui chơi giải trí
trong những làn sương mờ ảo ở trên đỉnh núi Bà Đen. Đây là một góc Thành chia sẻ cho các bạn xem nha. Tuyệt vời các bạn. Mấy giờ đây ta? 10:30 rồi. 10:30 trưa rồi các bạn. Đi kiếm trong có gì mua ăn. Các bạn thấy không? Khung cảnh du khách đi rất đông nha. Cảnh đẹp không thua gì trời Tây. Trên đỉnh Vân Sơn. Hỏi xong có bạn có gì ăn, kêu mua đồ ăn ăn đi. Thấy đói đói à? Các bạn đây là đồ ăn này các bạn này. Đồ ăn chay nha các bạn nha. Ăn chay ăn mặn có đủ nữa các bạn. Xúc xích lễ hội bà. Cánh gà tẩm bột chiên các bạn này. Đây là thịt thăn heo. Cơm 50.000 nha các bạn nha. Cơm này thì 90.000. 95.000. Có giá hết các bạn. Đây là cơm gạo nứt 60.000 các bạn. Đây là khu vực nhà ăn các bạn ở trên đỉnh núi Vân Sơn nha. Rồi, mình lấy số, mình ngồi ra bàn. Xíu nữa nhân viên sẽ mang đồ ăn ra cho mình ăn. Hả? Giờ mình ngồi đỡ đây thôi. Đây là toàn cảnh khu vực ăn các bạn. Bây giờ mới có là 10:30 trưa mà trời như là trời tối được các bạn nha. Để xíu nữa bớt sương mình sẽ chia sẻ cảnh đẹp cho các bạn xem. Hình ảnh yêu đương đưa nhau đi chơi các bạn. Các bạn ơi, đói quá rồi. Giờ mình đang ở trên đỉnh núi Vân Sơn, đỉnh núi Bà Đen các bạn nhá. Đói quá hai anh em kêu xuất cơm ăn. Đói rồi các bạn, hôm nay trời mưa mà lạnh lắm các bạn. Đây là 95.000 một suất cơm đấy các bạn này. Đó. 95.000 một suất cơm thăn heo chiên giòn nữa các bạn nha. Đây, thăn heo chiên giòn. Đây là canh gì đây? Mời các bạn ăn trưa cùng với anh nhà mình nha. Đây là lạnh lạnh như này ăn cơm ngon lắm các bạn ơi.
Ôi cơm ngon quá. Quấy này này là ngon. Các bạn ơi, cơm sườn thăn chiên giòn 95.000 rất là sang nghe, rất nhiều thịt quá trời mà mình thì đang kiêng thịt. Mập quá rồi. Cơm thì ít mà thịt thì nhiều các bạn ơi. Đây các bạn nhìn thấy thấy các bạn thấy không? Thịt thì còn nhiều hơn cơm mới chết đấy chứ. Mình là người Việt nên thích ăn nhiều cơm. Cơm thì ít hơn thịt. Mời các bạn ăn trưa cùng anh em mình nhá. Thưa các bạn, đây là suất cơm thăn thịt heo chiên giòn các bạn, 95.000 một suất. Mà thịt thì lại nhiều hơn cơm các bạn ơi. Có canh lên các bạn nha. Đây thằng em thằng đệ tử của mình đây, bất kể là mưa gió này cả cho nó cao này, nhìn nó sáng sủa đi thế nào. Đấy, hôm qua mình rủ ông sư phụ mình đi mà ông sư phụ mình không đi, ông sư phụ mình bận quá không đi được. Hôm nay mình kêu thằng đệ tử đi cho nó vui. Còn đây là xung quanh toàn cảnh du khách ở trên sân trên đỉnh Vân Sơn các bạn. Anh em mình đói rồi sao ăn nhiệt tình ghê. Gạo ăn ngon đấy. Cơm thì ít mà thịt thì nhiều. Nếu mới chết đi chứ. Chiên giòn ăn cũng được. Hôm nay mưa gặp sự cố rồi các bạn ơi. Hôm nay đi phía bà bị mưa to rồi các bạn ơi. Gặp sự cố rồi. Hai bạn trẻ, hôm nay hai bạn trẻ đưa nhau này, hôm nay mới là bọn con mới là đẹp. Thương nhau này mới là đẹp. Các bạn này mưa mây mù răng kín hết rồi các bạn. Không nhìn thấy gì luôn. Mưa to mọi người dân trú mưa hết rồi. Người dân trú mưa hết rồi các bạn. Mưa to mây mù. Người dân mưa to quá du khách không đi được. Đây các bạn này. Mưa quá. Mưa quá du khách không đi được. Trú mưa hết ở trong đây rồi các bạn này. Hôm nay chỉ đẹp là những bạn trẻ thôi. Đi thích đi chủ huyền check in đi hay là đi săn mây thì hôm nay thì tuyệt vời. Trên đỉnh núi Bà hôm nay nhiều mây lắm, mây mù che kín phủ kín hết các bạn. Anh chị trẻ hình ảnh người dân đang trú mưa các bạn. Đây là khu vực combo.
mua vé bao ăn các bạn. Đây là đồ ăn tự chọn nha các bạn nhá. Đồ ăn tự chọn nha các bạn nhá. Các bạn thích ăn gì các bạn lấy nhá, buffet nha các bạn nhá. Khu vực ăn buffet tự chọn. Hiện đại lắm các bạn. Các bạn ở ngoài trời vẫn còn đang mưa, mây mù kéo phủ kín nữa các bạn, nhưng mà người dân vẫn chịu khó phá mưa vẫn đi chơi, vẫn ngắm cảnh. Bây giờ bớt mưa rồi các bạn. Bây giờ trời bớt mưa rồi, người dân lại tiếp tục đi ngao du ngắm cảnh các bạn. Thưa các bạn, sau khoảng thời gian ngắn mưa to, vần vũ ở trên đỉnh núi Vân Sơn, núi đỉnh núi Bà Đen các bạn, bây giờ lại hết mưa rồi, người dân này tiếp tục. Và Thành này chia sẻ những hình ảnh ở trên đỉnh núi Bà Đen, trời thì mây mù che kín được các bạn. Che kín không nhìn rõ rõ các bạn ạ. Người dân phải hỏi thăm. Đẹp quá trời luôn. Đây đường lên đỉnh lên Bà đây này. Không, chị bé. Đấy. Mờ quá mọi người không nhìn rõ đường, toàn phải hỏi thăm thôi các bạn. Đây là hồ nước ở bên trên đỉnh núi Bà nha các bạn nhé. Các bạn, đây là hồ nước ở trên đỉnh núi Bà. Hôm nay là ngày lễ hội tắm Bà cho nên là hình ảnh tuyệt đẹp các bạn. Đây là toàn bộ trong khu vực núi đỉnh núi Bà Đen, trong khu vực lễ hội Bà là có tổng cộng là 500.000 cái đèn nét này các bạn. 500.000 đèn nét nha các bạn nha. Bây giờ là ban ngày nên nếu mà chiều tối là bật đèn lên là đẹp lắm các bạn nha. Tổng cộng là có 500 đèn như thế này, đủ các màu sắc nha các bạn nha. Đây giống như một cái đài sen các bạn. Tổng cộng toàn bộ khu vực này có 500.000 cái đèn led các bạn nha. Đây là hồ nước ở trên đỉnh núi Bà Đen.
được nhà thiết kế làm tạo dáng giống như một hình bông sen. Thưa các bạn, đây là cây bồ đề. Cây bồ đề được dát vàng các bạn. Vừa đi ngắm cảnh mà vừa được nghe những bản nhạc du dương, thật là tuyệt vời các bạn. Đây một cô nàng. Đây là nối lên các bạn. Hai bên là được gắn đèn led trang trí màu tím nha các bạn nha. Đủ các màu sắc. Đây là đứng ở bên trên đỉnh nhìn xuống. Đứng từ hướng bên trên đỉnh nhìn xuống đài nước các bạn. Còn đây là đỉnh nối đi lên trên đỉnh các bạn, gắn toàn bộ đèn led hết các bạn. Bây giờ là ban ngày nha, nếu là chiều tối mà bật đèn lên là đẹp lắm. Các bạn, đây là Phật Bà. Phật Bà đứng trên đài sen trên đỉnh núi Bà Đen các bạn nha. Đài sen màu cam. Các bạn vào đây nghe được những bản nhạc dương. Đây là dưới chân tượng Phật Bà nha các bạn. Dưới chân tượng Phật Bà là một hàng cột chống đỡ bà đứng bên trên nha các bạn. Đây là bên dưới nha các bạn nha. Đây là bên dưới bà ngồi bên trên. Đây là dưới tầng hầm các bạn. Thật huyền ảo và sang trọng, hiện đại. Hai bên là hai cầu thang máy, còn ở giữa là cầu thang bộ nha các bạn nha. Đây là bên trên nhìn xuống các bạn. Sang trọng và hiện đại. Các bạn đi ở trong này cảm giác rất thoải mái mà yên bình, nghe được những bản du dương. Những bản nhạc du dương các bạn. Rất hiện đại.
Đây là khu vực vệ sinh cũng rất là sạch sẽ nha các bạn nha, sạch sẽ và sang trọng, tuyệt vời các bạn ơi, vừa đẹp mà vừa hiện đại các bạn. Đấy, các bạn đi đây, đi đến đâu cũng được thưởng thức những bản nhạc du dương. Thưa các bạn, đây là một góc bán đồ lưu niệm các bạn. Một góc bán đồ lưu niệm mà sau một chuyến đi vừa là du lịch vừa là vía bà. Nghe được những bản nhạc du dương rất là dễ chịu. Các bạn, đây là khu vực bán đồ lưu niệm nha các bạn nhé. Và đây là khu vực này là trà, trà cam lộ trà. Có trà ô long, trà phổ lý à? Đủ loại dùng, dùng thử vào. Xin mời chú thử như thế nào? Miễn phí mà. Trà đậu. Đó, 10 vị trà đạo Trung Hoa. Con sẽ chia vào trà đạo nhiều không? Trà khô thì bán nhiêu tiền một đấy? À, nếu mà lâu thì mua mà chúng ta uống á thì một hộp này sẽ 450 nghìn. À, một hộp này là 450 nghìn. Và đây cũng là giá 450 nghìn mà nó là trà Long Tỉnh. À, đây là trà Long Tỉnh các bạn, 450 nghìn nha các bạn nha, 450k. Uống là uống trà thuốc mà ai tính ấm, thanh lọc cơ thể mà đâu có tính ấm. Sang trọng hiện đại các bạn. Bán đồ lưu niệm. Người mua cũng rất đông như vậy nha. Quá hiện đại nha các bạn. Các bạn bây giờ lên đỉnh, ôi gió lạnh quá các bạn, ở trên này gió lạnh lắm. Mình đi vào trên đỉnh lên trên này lạnh lắm các bạn. Hôm nay chủ nhật là ngày nghỉ cho nên là các du khách đi vía bà rất đông như các bạn. Đây là cửa đông nghệ thuật Phật giáo. Bây giờ mình dẫn các bạn đi vào bên trong xem như thế nào nha. Hành lang trưng bày nghệ thuật. Các bạn. Đây là một bức tượng Phật trưng bày ở ngoài hành lang các bạn. Đây là bức tượng
trưng bày ở hành lang. Bây giờ mình dẫn các bạn lên tận trên đỉnh nha các bạn nha. Các bạn đã đi lối đi này chưa? Các bạn nào đi lối đi này này chưa? Lần đầu mình mới đi lối này, đi lên tận trên đỉnh các bạn. Đi vào phòng 3D, phòng chiếu 3D. Đây mình đi lên tận đỉnh như này.